là chiếc OS 350 đây. Xin chào nha. Đây, hôm nay mình tới cái dealer coi thử mua xe ra sao ha. Đó, thích chiếc nào nói nó đem ra cho mình thử ha, mình chạy. Đó, bởi vậy nhiều người mà không mua xe lên để muốn chạy xe thử cũng được, nó không? Nó lấy ra, nó cho mình chạy thử rồi, mình coi thích chiếc nào lấy. Đó. Lên chạy thử luôn á. Xe đó em ru mà, không có, không ấy à. Thì bây giờ đó, cái hãng lắc xịt là nó không có cho trả giá giống như hồi trước. Có nghĩa giá nó đưa là rẻ nhất rồi, nó bảo đảm rồi. Thành thử mình chỉ thích chiếc xe nào mình lấy chiếc xe đó. Và chỉ tính tiền thôi chứ không có chỉ kiểu trả giá như cái hãng khác. Đó là cái hãng lắc xịt bây giờ. Và cái kê thêm đó nữa là cái hãng Kha-Mát. Đây, chiếc này là chiếc OS 350 đây. OS 350 24 ha. Giá là 58.000 nha. Nó cái này là OS 350 đời 24, giá là 58.000. Đặc biệt cái hãng lắc xịt này á, là nó không có trả giá nha. Hãng lắc xịt ở đây là cái hãng lắc xịt và cái Kha-Mát bán xe nó không trả giá. Đó, chiếc này là OS 350 24, giá 58.000 mấy trăm đó, là không có trả giá. Thì mình có tiền mặt thì mình trả một lần ha. Còn nếu mình trả góp thì mà nó cho mình hàng tháng trả bao nhiêu thì nó sẽ tính tiền lời và nó cho mình cái giá. Trả góp thì có thể 5 năm, 6 năm theo mình muốn đó. Nếu mình muốn đặt cọc thêm chút xíu thì đặt, còn không đặt cọc thì thôi, tùy theo. Nếu mình làm hãng thì mình cần cái giấy đi làm lương ha. W2 thì cần giấy đi làm hãng, còn làm neo cần giấy khai thuế của 2 năm. Đó. Ký giấy về xong tờ giấy nợ và chiếc xe là cầm về thôi ha. Nếu mà không có trả thì góp bằng cái cách đó. Chiếc này Mercedes C323 ha, là 56.000, 57.000. Mercedes C300 57.000. Bán ở chừng xe để giá chiếc xe này là 58.000 nha. Xe Mercedes AMG. Mercedes AMG SL43. Giá 100